Nhắc đến ông Địa và ông Thần Tài, có lẽ không còn xa lạ với các nước khu vực Á Đông, trong đó có Việt Nam. Người xưa quan niệm thờ cúng ông Địa và ông Thần Tài trong nhà để cầu mong cho gia đình êm ấm, làm ăn phát tài phát lộc. Tín ngưỡng thờ thần là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt. Ngay từ buổi đầu hình thành nhà nước sơ khai, người ta đã biết thờ phụng các vị thần tự nhiên, siêu nhiên như thần đất, thần rừng, thần mưa, thần gió, thần núi, v.v. Tín ngưỡng thờ thần này bắt nguồn từ tâm lý e sợ các hiện tượng tự nhiên mà họ chưa thể lý giải được trong thời điểm lúc bấy giờ. Và đó cũng là tâm lý thể hiện sự tri ân đến các sự vật hiện tượng tự nhiên xung quanh đã tạo cho họ có được môi trường sống, làm cho cuộc sống của họ được giàu có, sung túc, bình an. Trong video này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nguồn gốc cũng như những câu chuyện thú vị liên quan đến tục thờ cúng ông Địa và ông Thần Tài. Tìm hiểu về ông Địa. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống trước đây của dân tộc Việt thì phần lớn dựa vào nông nghiệp, mà nông nghiệp thì lại phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện tự nhiên như đất đai, thời tiết, khí hậu, v.v. Trong đó có thể nói, đất đai được xem là yếu tố cơ bản cấu tạo nên vạn vật, giúp cho người ta có được cuộc sống ấm no và sung túc. Vì vậy, thần đất hay thổ thần là một trong những vị thần được cư dân nông nghiệp luôn để tâm đến trước nhất. Như chúng ta đã biết, Nam Bộ là một vùng đất mới. Ngay từ những bước chân đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này, thì vùng đất Nam Bộ vẫn còn là một vùng đầm lầy nơi địa, rừng hoang cỏ rậm, thú dữ tràn đầy. Mọi thứ ở đây hoàn toàn lạ lẫm đối với người dân, từ tiếng chim kêu, tiếng cá vẫy vùng đến tiếng cọp rống, gió rít đều gây cho họ một cảm giác lo sợ, nên mới có câu: tới đây xứ sở lạ lùng, con chim kêu cũng sợ, còn cá vùng cũng ghê. Người dân lúc đó nghĩ vùng đất Nam Bộ này, từ khu rừng, con sông, vùng đất, v.v. đâu đâu cũng có các vị thần cai quản. Để được yên ổn làm ăn, họ phải khấn vái, cúng kiến cho các thần để các thần phù hộ cho họ có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình an. Vì lẽ đó mà thổ địa được họ sùng kính và tôn thờ. Họ xem thổ địa như là một vị thần bảo hộ cho một mảnh vườn, thửa ruộng của họ, v.v. Giai đoạn đầu khai hoang, người Nam Bộ chỉ thờ ông Địa hay thổ thần, chứ chưa có thờ ông Thần Tài như ngày nay. Nên ở những vùng đất xưa thường hay có các miếu ông Địa, miếu thổ thần, miếu ông Tà. Ngày nay vẫn còn các địa danh như cục đá ông Địa, ngã ba miếu ông Địa, v.v. Về hình tượng ông Địa ở Nam Bộ thì tượng ông Địa hay tranh vẽ thường là một người trung niên mập mạp, đầu quấn khăn, bụng bự, miệng cười hể hả, tay cầm quạt, tay cầm điếu thuốc lá, trông có vẻ phương phi, hào sảng và mang đầy chất phong thịnh. Ông Địa cũng mang chút hơi hướng của sự hài hước. Đây cũng là một đặc trưng trong tính cách của người Nam Bộ. Vì lẽ đó mà ông Địa ở Nam Bộ dường như có khoảng cách rất ngắn với con người. Ông như một vị thần dân dã, luôn gần gũi với cuộc sống của con người. Chính điều này đã dẫn đến hàng loạt các giai thoại về ông Địa do dân gian sáng tác, nhằm giải thích các đặc điểm về hình thể ông, cũng như để giải thích một số sự việc, hiện tượng mà người ta không thể lý giải được trong cuộc sống của mình. Trong suốt chiều dài lịch sử, tín ngưỡng thờ thần đất nói chung, thờ ông Địa nói riêng đã có nhiều thay đổi, không còn giữ nguyên sơ của dạng tín ngưỡng ban đầu. Trong tâm thức dân gian Nam Bộ, ông Địa được xem là một vị phúc thần, không chỉ có vai trò bảo vệ đất đai ruộng vườn mà còn có nhiệm vụ đưa rước thần tài đến nhà, nghĩa là làm cho gia chủ phát đạt, giàu có và kim luôn việc giúp cho gia chủ mau lành bệnh và tìm kiếm được những món đồ đã mất, v.v. Do đó mà sáng sớm khi mở cửa nhà, cửa tiệm thì ông Địa lại thường được gia chủ tặng thưởng cho một ly cà phê đen bên cạnh, rồi một điếu thuốc lá trên tay. Có khi là ly cà phê sữa ngon và một gói thuốc bà số hẳn hồi. Có lúc được thưởng cả bánh bao, thịt heo quay. Theo tín ngưỡng dân gian xưa còn cho rằng thờ ông Địa để phù hộ buôn may bán đất, kim luôn chức năng của thần tài ngày nay. Thực ra theo các tôn giáo Á Đông, ông Địa là vị thần cai quản các địa phương hoặc là thần bảo vệ của mỗi gia đình. Ở các cấp độ cao hơn thì ông Địa trở thành vị thần hộ trì cho những người lương thiện, những bậc tu hành được bình an trên đường giáo dân độ thế. Hiểu theo nghĩa này thì ông Địa lại là một vị thần có sứ mệnh về mặt tâm linh.
cũng có nhiều nơi theo ảnh hưởng của Trung Hoa còn gọi ông Địa là ông thần tài, bởi vì cho rằng mọi thứ đều sinh ra từ đất, tất đất là tất vàng. Theo quan niệm của người xưa, thổ công là vị thần quan trọng nhất trong gia đình. Nếu đứng ở ngoài nhìn vào nơi thờ cúng thì bát hương thờ thổ công ở giữa, bên trái là bát hương bà cô tổ, bên phải là bát hương gia tiên. Khi cúng lễ đều phải khấn thổ công trước để xin phép cho tổ tiên về. Và thông thường mỗi khi làm việc gì có đụng chạm đến đất đai như đào ao, đào giếng, xây cất, mở vườn, mở ruộng, đào huyệt, vân vân, thì tất cả đều phải cúng vị thần này. Việc cúng ông Địa cũng là một vấn đề khá lý thú với người Việt Nam ta. Đối với người miền Nam và với những người Hoa Kiều, mỗi khi cúng ông Địa thì họ thường bẻ ăn trước một miếng rồi mới mang cúng. Vì theo một vài sử tích thì ông Địa bị đầu độc nên mới chết, vì thấy ông rất sợ bị chết nên khi cúng kiến ông thì phải bẻ một miếng ăn trước thì ông mới dám ăn. Dù sao, ông Địa cũng gắn bó với cư dân Nam Bộ trong suốt chiều dài lịch sử, đồng hành cùng với cư dân Nam Bộ khẩn hoang lập ấp ngót hơn 300 năm, nên ông Địa tỏ ra rất gần gũi với cư dân Nam Bộ. Mặc dù họ vẫn tôn thờ ông như thổ nào, nhưng trong thâm tâm họ, ông luôn gần gũi, hiền từ, ít trách cứ ai. Nên họ mới tạc hình dáng ông như vậy, và khi người ta làm việc gì hết mình hoặc chơi hết mình, người ta hay nói vui rằng chơi mát trời ông Địa luôn. Tìm hiểu về ông thần tài. Thần tài theo tín ngưỡng là một vị thần mang đến tài lộc, của cải, sung túc cho gia đình. Mỗi khi làm việc gì, ta thường thấy gia chủ cầu khấn thần tài. Vậy thần tài là ai? Vì sao lại có ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng? Quý vị và các bạn thân mến, rất khó để trả lời ông thần tài là ai, bởi có nhiều thuyết nói về nguồn gốc ông thần tài như sau. Thứ nhất, theo thuyết của Trung Hoa cổ đại thì thần tài chính là Phạm Nặc, tức Phạm Lãi, tục danh là Đào Chu Công. Ông là người thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Phạm Lãi cùng với Văn Chủng là hai người phò tá giúp cho Việt Vương Câu Tiễn phục quốc. Sau khi phục hồi được Việt quốc, Phạm Lãi nói với Văn Chủng là Việt Vương Câu Tiễn có thể cùng hoạn nạn, thế nhưng không thể nào cùng phú quý. Sau đó Phạm Lãi mang theo Tây Thị rời khỏi nơi đó, đến khu vực Giang Nam bắt đầu buôn bán. Ban đầu từ làm ăn nhỏ, làm kinh doanh không bao lâu thì được phát tài nhanh chóng trở nên giàu có. Phạm Lãi lập tức đem những tiền của này đều đi quyên hiến tặng cho những người nghèo khổ. Trải qua không bao lâu, cứ vài năm ông lại phát tài, rồi ông lại đem nó đi bố thí hết cho những người bần cùng khốn khổ. Sau đó lại bắt đầu từ buôn bán nhỏ. Ông còn chỉ bảo mọi người cách kinh doanh sao cho phát đạt, nên dần dân trong vùng gọi ông là ông thần mang đến tài lộc. Trong lịch sử Trung Hoa có ghi chép về ông có câu: tam tụ tài, tam tán tài, tài tán tất nhân tụ. Mọi người yêu thương đối với ta, lòng người đều hướng về ta, cho dù ta làm ăn buôn bán gì, họ đều sẽ đến mua giúp ta, muốn đến ủng hộ ta, bởi vì ta đã lấy được lòng người. Cho nên tiền tài cho đi không phải là không còn, không phải không thấy thì là không có. Sức ảnh hưởng vô hình của nó chỉ cần gặp được duyên thì sẽ khởi hiện hành. Thuyết thứ hai về thần tài là dựa trên sự tích Âu Minh Như Nguyện. Có một tên lái buôn tên là Âu Minh, khi qua hồ Thành Thảo gặp thủy thần và được ban cho một cô nô tỳ tên là Như Nguyện. Âu Minh đưa Như Nguyện về nuôi trong nhà và việc làm ăn ngày càng trở nên phát đạt. Nhưng sau đó vào ngày mùng 1 Tết, Âu Minh vì say rượu mà lỡ tay đánh Như Nguyện. Như Nguyện quá sợ hãi chui vào đống rác và biến mất. Kể từ đó, Âu Minh làm ăn luôn thua lỗ, sa sút, chẳng mấy chốc trở nên phá sản, nghèo sát nghèo sơ. Hóa ra, Như Nguyện chính là hóa thân của thần tài lộc. Từ đó người ta lập bàn thờ để thờ vị thần này. Và đó cũng là lý do vì sao dân gian lại kiên cự hốt rác hay quét rác trong 3 ngày đầu năm. Vì theo sự tích Âu Minh Như Nguyện như trên mà người ta sợ hốt rác là sẽ hốt luôn cả thần tài trong đống rác đó, thì việc làm ăn của cả năm sẽ không suôn sẻ. Việc thờ thần tài ở nơi xó xỉnh cũng bắt nguồn từ nguồn gốc này. Một thuyết khác về thần tài được phổ biến hơn trong dân gian Việt Nam đó là sự tích mùng 10 tháng Giêng âm lịch, hay còn gọi sự tích ngày vía thần tài. Chuyện kể rằng
Thần tài chỉ có ở trên trời, dưới trần gian không có. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, tài lộc. Trong một lần đi chơi uống rượu, do say quá nên thần tài bị rơi xuống trần gian. Không may đầu va vào đá nên nằm mê mệt không biết là ai. Sáng ra mọi người thấy một người ăn mặc giống như diễn tuồng thì lấy làm lạ và tưởng ngài bị điên. Một kẻ chàng thấy vậy liền lột sạch hết quần áo mũ nón của thần tài rồi đem bán đi. Thần tài khi tỉnh dậy không có quần áo trên người và cho đầu bị pha vào đá nên không nhớ mình là ai. Sống trên thiên đình quen rồi nên thần tài không biết làm việc dưới trần gian, nên thường chỉ biết đi lang thang xin ăn khắp nơi. Thần tài đi xin ăn thì gặp một nhà kia kinh doanh buôn bán gà vịt, heo quay ế ẩm. Thấy thần tài đến ăn xin thì được chủ nhà mời vào ăn. Thần tài được chủ quán cho ăn nên ông ra sức ăn rất nhiều, đặc biệt là ông rất thích thịt heo quay. Điều kỳ lạ lúc này là khi ông vào quán ăn thì không biết từ đâu khách kéo đến nườm nượp. Người chủ quán thấy lạ nên ngày nào cũng mời thần tài vào ăn. Khách hàng ở quán đối diện trước nay rất đông, bỗng dưng từ hôm thần tài đến ăn quán bên này thì khách bên đó lại chuyển hết qua quán bên này mà ăn. Sau một thời gian làm ăn phát đạt, người chủ bắt đầu lơ đi thần tài và cảm thấy thần tài chẳng làm gì mà suốt ngày lại được ăn uống đồ ăn ngon, lại toàn dùng tay bốc, ngư thì bốc mùi, lại hay thích lang thang không thích tắm giặt. Nghĩ thần tài sẽ làm khách sợ không dám đến ăn nữa, và lại thấy hao phí đồ ăn cho một người ăn mày không đáng, nên người chủ quán liền đuổi ông đi. Quán đối diện ngày xưa rất đông khách, nay vắng hoe. Thấy thần tài bị chủ quán bên kia đuổi thì liền mời thần tài vào quán mình ăn. Cũng như lúc trước, mọi người lại ung ung kéo đến ăn quán này rất đông. Chuyện này lại truyền tai đi khắp vùng. Mọi người thấy vậy nên ai cũng ra sức tranh giành mời bằng được thần tài đến hàng quán của mình ăn để có thể kéo khách đến ăn đông. Vậy nên mới có câu thần tài gõ cửa. Người dân thấy thần tài không có quần áo mặc nên dẫn ông đi mua quần áo. Được mọi người dẫn đến cửa hàng đúng nơi quần áo ông bị kẻ gian bán vào đây. Sau khi mặc lại quần áo mũ mão thì thần tài sực nhớ lại mọi chuyện cũng như thân phận trước kia và bay về trời đúng ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Từ đó mọi người coi thần tài là vị thần mang đến tài lộc. Họ lập bàn thờ, tôn thờ ông từ đó. Dân gian cũng chọn ngày ông bay về trời, tức là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, để dâng lễ cho ông thần tài, mong muốn được ông phù hộ tài lộc, làm ăn, kinh doanh phát đạt. Ban đầu lễ cúng là những món ông thích ăn như thịt heo quay, gà vịt voi, trứng luộc, tôm luộc. Càng trở về sau, lễ cúng ông thần tài càng phong phú hơn, như có thêm trái cây, xôi, chè, bánh mì, cá lóc nướng, tiền vàng mã, bia, rượu, vân vân. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy ông thần tài và ông địa là hai vị phúc thần được rất nhiều người tín ngưỡng. Bất kỳ gia đình nào, giàu hay nghèo, dù làm nông hay mua bán hoặc làm nghề gì đi nữa thì trong nhà đều thường có gian thờ hai ông. Tuy thần tài và ông địa là hai vị thần có gốc tích rất khác nhau, nhưng ngày nay chúng ta thường thấy bao giờ cũng được thờ cúng chung, thụ hưởng chung lễ Phật của gia chủ cung bái, và trở thành hai vị thần gần gũi mang đến những niềm tin tín ngưỡng thiêng liêng cho gia chủ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Thân mến chào và hẹn gặp lại.